Hello, xin chào chị và các bạn. Hải sẽ chia sẻ 5 điều mà các anh chị cần lưu ý. Cái việc đầu tiên mà anh chị cần lưu ý khi mà chúng ta đi dự tiệc, đó là anh chị phải lựa chọn cho anh chị một cái trang phục, lựa chọn cho mình một trang phục phù hợp với bữa tiệc. Bạn phải để ý đến cái nội dung bữa tiệc. Ví dụ nội dung bữa tiệc họ liên quan đến cái việc là khai trương này, hay là liên quan đến việc khánh thành, hoặc là một cái bữa tiệc mà họ mời những người thân mật trong gia đình, hoặc là những bữa tiệc mời bạn bè đối tác, bữa tiệc họ mời những cái đối tượng như thế nào, khách hàng như thế nào, thì các bạn nên là mình phải nghiên cứu trước. Từ đó thì anh chị sẽ lựa chọn cái trang phục cho mình làm sao cho phù hợp với nội dung cái bữa tiệc đấy. Anh chị hãy share những kênh này và cho các bạn bè của mình để chúng ta cùng được biết đến. Và Hải và cộng sự có gửi anh chị một cái đường link đó, anh chị bấm vào cái đường link đó là anh chị sẽ đến trực tiếp trong cái bài giảng của Hải để chia sẻ về cái văn hóa ẩm thực. Khi mà các anh chị được học, được chia sẻ, được trao đổi, được mình giải thích, và đặc biệt là được mình tư vấn, mà hướng dẫn và đào tạo, dạy cho anh chị biết cái cách thức, thì sau cái khóa học này nó chỉ diễn ra trong vòng có một buổi 3 tiếng thôi, thì các anh chị sẽ trang bị cho mình đầy đủ những cái gọi là những kỹ năng để sử dụng cái bàn tiệc. Cái kỹ năng đó mình có thể là ứng dụng ngay, mình có thể là một người mà tự tin khi giao tiếp. Chúng ta đi vào phần thứ hai, đó là điều thứ hai chúng ta nên làm. Các bạn, chúng ta nên đợi sau khi những người phụ nữ ngồi xuống hết thì chúng ta mới ngồi. Đó, cái này cũng là cái mà làm cho cái này cũng nếu như chúng ta thực hiện được những cái điều này thì những cái người ở xung quanh người ta sẽ tôn trọng bạn, người ta sẽ coi bạn như một người quý ông, người ta coi bạn. Cái câu này thì phần lớn là đi sâu vấn đề quý ông các bạn nhé. Đó là vì đây là chúng ta nên đợi sau khi phụ nữ ngồi xuống hết thì chúng ta mới ngồi, có nghĩa là chúng ta phải ngồi sau phụ nữ, đấy là đối với những con trai. Còn những người con gái thì bạn cũng cứ nên chủ động ngồi, đúng không ạ? Chứ trên cái bàn ăn đó là toàn phụ nữ thì chắc chắn chúng ta cứ ai già trước được ngồi trước, ai trẻ thì ngồi sau, đúng không? Cái điều rất đơn giản thôi. Còn nếu như trên cái bàn ăn đó có cả nữ giới và cả nam giới thì những người nam giới hãy đối xử một cách lịch sự, là chúng ta hãy để cho nữ giới ngồi xuống trước và chúng ta ngồi sau. Đây thể hiện cái sự gentle của mình, thể hiện cái sự manly của mình và thể hiện cái đẳng cấp của người đàn ông, đúng không? Cái này đây là một cái thông tin nó rất là hay, có những điều mà nó gọi là gì? Gây cho cái sự khó chịu cho những cái đối tác của mình, cho nên là tuyệt đối mình không nên làm. Khi mà chúng ta đang thưởng thức ẩm thực, chúng ta tránh trường hợp là khi mà dụng cụ nó bị rơi xuống dưới, chúng ta tránh trường hợp cúi mặt xuống để nhặt. Vì nếu như các bạn cúi mặt xuống để nhặt thì những cái đối tác bên cạnh người ta sẽ cảm thấy bị soi mói, đúng không ạ? Vì trên một cái bàn ăn sẽ có một số người ta mặc, có thể mặc cái quần jean hoặc là, đúng không? Hoặc là mặc váy. Khi mà các bạn cúi xuống để nhặt là dụng cụ rơi, vô tình rơi nhé, thì khách hàng người bên cạnh người ta nghĩ rằng mình cúi xuống để mình soi mói, hoặc mình làm cái việc nó rất là tế nhị. Cho nên là cái này các bạn tránh, mình không nên làm như vậy. Trường hợp bị rớt dụng cụ thì anh chị chỉ cần đưa tay vẫy nhẹ thôi, nhân viên sẽ đến hỗ trợ anh chị để đưa cho anh chị những cái dụng cụ khác. Đấy là trường hải chia sẻ đến cái thứ ba. Một cái việc thứ tư đó là trong cái quá trình giao tiếp anh chị phải tập trung tối đa vào đối tác. Đối tác đó kể cả là người mình mới gặp, hay là người yêu của mình, hoặc là đối tác làm ăn, đối tác kinh doanh, và về cơ bản là tất cả những người ngồi trên cái bàn tiệc đó, có thể là người nhỏ, có thể là người già, có thể là người lớn tuổi, thì hoặc là những người bạn của mình, thì anh chị cũng phải tập trung tối đa ánh mắt, tập trung trí của mình, tập trung lực của mình để cho cái người đối tác của mình. Hiện nay
khi mà hiện nay có rất nhiều người, đặc biệt những người mà chưa được tham gia hay chưa được học về cái văn hóa bàn tiệc, thường xảy ra lỗi. Cái lỗi ở đây là cái lỗi mà hay mất tập trung. Ví dụ như chúng ta đang nói chuyện với khách, một đối tác trước mặt mình thì chúng ta lại ngó sang bên khác, hay là chúng ta đang tập trung vào đối tượng trước mặt mình thì chúng ta lại để ý những cái việc khác. Anh chị phải hết sức tập trung. Ở đây chúng ta muốn nói là mình phải tập trung về thần sắc, tập trung cả về trí tuệ, tập trung cả về cái cảm xúc của những cái đối tác của mình, để khi mà đối tác của mình nói cái gì, mình cái cảm xúc của mình gật đầu, mình nghe theo, mình tham gia vào đấy. Tất cả những cái đấy thì anh chị đều cần, anh chị phải tập trung tối đa vào khách hàng, vào những cái đối tác của mình, thì mình mới hiểu và mình mới giống như là Fluencer nói là luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu luôn. Chúng ta phải tập trung vào họ để chúng ta mới hiểu được họ đang nói gì, và như thế mới tạo cái sự tôn trọng đối tác của mình. Và trong cái quá trình mình giao tiếp với cả khách, giao tiếp trong bàn ăn đó, anh chị cố gắng mình khen ngợi khách hàng, khen ngợi đối tác. Đó. Thế thì anh chị tìm đủ mọi thứ để anh chị có thể khen đối tác của mình. Đó. Anh chị thì xem lại xem những cái bữa tiệc gần nhất, hay là những cái ngày, những cái cơ hội gần nhất ở đây, gần nhất với chúng ta, thử xem anh chị có đưa ra những cái lời khen dành cho những cái người bạn của mình hay không, hay là anh chị có đưa ra lời khen dành cho những người bạn của mình, đối tác của mình, thậm chí có cả nhân viên của mình, anh chị hay là bạn bè của mình, hay là ngay cả vợ con của mình, thì thử anh chị thử tìm xem là chúng ta có thường xuyên khen họ hay không. Và các anh chị nhớ, anh xin lỗi anh chị nhớ là chúng ta khen là khen thật lòng. Chúng ta tìm những cái cách để chúng ta khen thật lòng nhất, chứ không phải là chúng ta khen theo kiểu khen giả tạo đầu môi cho lưỡi đâu, chúng ta không khen thế. Mà chúng ta phải cố gắng tìm đến những cái cơ hội. Và anh chị tìm những cơ hội, anh chị tìm những cái cách. Ví dụ như anh chị đang nhìn thấy một đứa bé người ta ăn mặc xinh đẹp, bạn ấy ăn mặc xinh đẹp thì anh chị có thể khen ôi con ăn mặc con mặc bộ quần áo đẹp đẹp lắm, hay con có cái nơ đẹp lắm, hôm nay con trang trí đẹp lắm, hoặc là con có cái đồng hồ này xinh thế. Tất cả những cái gì mà các bạn nhìn thấy các bạn có thể khen, mà khen ở đây là khen thật lòng. Hay là khi các bạn gặp đối tác, gặp chủ tiệc, họ mời các bạn một cái bữa ăn nó ngon, ví dụ các bạn đang uống ly rượu vang ngon, các bạn đang thưởng thức một cái beef steak nó ngon, rất ngon, thì anh chị không có tiếc gì lời khen cả. Anh chị hãy khen, ví dụ như là cảm ơn bạn, cảm ơn Mr, cảm ơn ông, hôm nay ông lựa chọn đồ ăn này thật là ngon, tôi rất thích rất thích cái nước sốt này chấm như thế này, và ông thật là tinh tế để lựa chọn những đồ ăn như thế này, tôi cảm ơn ông, và thực sự là ông là người rất là tinh tế trong việc lựa chọn đồ ăn mà tôi cảm thấy rất là ngon. Thế thì các bạn phải đưa cái lời khen thành tâm cho đối tác của mình có rất nhiều. Đấy là bốn cái điều mà Hải nghĩ rằng là chúng ta nên làm. Và một cái việc nữa, việc thứ năm các bạn cũng nên làm, đó là chúng ta cố gắng không sử dụng điện thoại. Các bạn khi đã vào bàn tiệc, các bạn tránh sử dụng điện thoại. Hiện nay ở trên trong cái cuộc sống hàng ngày, ai cũng cần dùng điện thoại, hoặc dùng điện thoại liên tục. Ví dụ như là ở trong cái quán cà phê bạn nhé, các bạn cứ thử nhìn xem, bốn người đi vào quán cà phê, cái việc đầu tiên người ta mở cửa order xong là cái việc gì xảy ra tiếp theo, các bạn biết không? Đã, anh chị có biết là việc gì xảy ra ngay khi mà bốn người có nam có nữ chúng ta ngồi vào cái quán cà phê, sau đó thì cái việc gì họ sẽ làm đầu tiên? Đã, chắc chắn là điện thoại, đúng không các bạn? Lúc nào cũng cầm điện thoại ra bấm một loạt, xong bấm, thậm chí có những người có thể là về công việc, chúng ta lướt qua để xem nó là như thế nào, cái gì cần xử lý nhanh, sau đó chúng ta cất điện thoại và chúng ta làm việc. Còn nếu như mà đến quán cà phê mà chúng ta cứ, hoặc là tôi ví dụ là một quán cà phê thôi, cứ ngồi và
5 người thì 5 điện thoại, 6 người 6 điện thoại. Như thế là thực sự là cái bản khác họ nhìn vào họ thấy chúng ta không tin nhiệm, và bản thân những cái người đó không tôn trọng nhau đó. Thế thì trong cái văn hóa bản tiệc nó liên quan cái ứng xử rất là nhiều. Các bạn phải ứng xử bằng trí tuệ, các bạn phải nên chuẩn bị cho mình những cái kiến thức nói về cái gì, các bạn cũng phải chuẩn bị. Có nghĩa là tôi muốn nói rằng là các bạn nên chuẩn bị vô số những cái kiến thức theo cái chủ đề khác nhau để chúng ta nói chuyện với khách hàng, để cho chúng ta nói chuyện đối tác. Ví dụ như là những cái gì mà chúng ta nên nói, những cái gì mà chúng ta không nên nói thì các bạn cũng phải biết. Thì hoàn toàn là trong cái khóa học mà các bạn bấm cái đường link ấy, các bạn bấm vào cái đường link và Trần Hải xây dựng một khóa học nó liên quan đến cái văn hóa bàn tiệc, và chi tiết rất là kỹ từ cái việc là đứng, từ việc ngồi, từ việc ăn, mà ăn tiệc như nào, làm sao để mình trở thành con người đoàn hòa, trở thành một con người có văn hóa, và đặc biệt là cái văn hóa trong giao tiếp, trong đó nó có giao tiếp về hình ảnh bên ngoài là ăn mặc, giao tiếp về các cái ngôn ngữ cơ thể và hình như và nó vào vòng gọi là ngôn ngữ hoạt động, và bên cạnh đấy còn cái ngôn từ phát ra từ tâm trí của mình đó, nó rất là cần thiết. Cho nên là các bạn like, share, và các bạn đặc biệt các bạn share cái thông tin này cho những người bạn của mình được biết, và từ đó thì chúng ta lan tỏa cái thông tin. Và Hải cũng mong muốn là trong cái xã hội hiện đại này, đặc biệt là cái văn hóa giao tiếp, văn hóa trên cái bàn ăn, thì với những người công dân Việt Nam về sau này khi mà đất nước phát triển, và chúng ta phải là người phải sở hữu được những cái kỹ năng, mà nói thật với các bạn là ai mà sở hữu được những kỹ năng gọi là kỹ năng giao tiếp và cái văn hóa thưởng thức trên bàn tiệc, thì những người đấy ắt sẽ rất là, phải nói là rất là tự tin cũng như là rất là thành công về sau này, chắc chắn thế. Các bạn thử xem những người lãnh đạo nhà nước, những người lãnh đạo đấy, chúng họ cũng phải đi học về cách ăn uống, học cách bắt tay, học cách giao tiếp và học cách cầm ly cốc tách. Đây là năm cái điều mà chúng ta nên làm khi mà chúng ta ngồi sử dụng bàn tiệc. Thế thì còn cụ thể những bàn tiệc gì chúng ta sẽ ứng xử như thế nào thì đã ở trong cái đường link đó các bạn. Thì đấy là những cái bài học chúng ta sẽ đi chi tiết hơn, đúng không? Một lần nữa thì Trần Hải cảm ơn các bạn đã ủng hộ Trần Hải cũng như là ủng hộ kênh Trần Hải Vô Vai Chế. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Các bạn hãy like, share và chia sẻ những người bạn của mình. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn ở trong những cái video tiếp theo. Trần Hải sẽ chia sẻ những chủ đề khác nhau liên quan đến văn hóa bàn tiệc, rượu vang và những cái nội dung liên quan ngành về F&B. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.